Huyện Thoại Sơn nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đăng ký, quản lý nguồn, khám tuyển chặt chẽ, 100% thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đều đủ các điều kiện về sức khỏe, chính trị, văn hóa, đạo đức và tự nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Năm 2023, huyện Thoại Sơn có 157 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự theo chỉ tiêu giao. Các thanh niên này sẽ được giao về các đơn vị Trung đoàn Bộ binh 892, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, Lữ đoàn Giang thuyền 962 quân khu 9 và Công an tỉnh An Giang.